Mới đây hình ảnh những con sao biển chết khô ở Rạch Vẹm, Phú Quốc hiện đang gây phẫn nộ khắp cộng đồng mạng. Chị HA, một du khách Hà Nội đã chụp lại và đăng tải trên diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm du lịch Phú Quốc với dòng caption: "Trái tim của các bác sáng nay đến trưa là thành tim sao nướng rồi, tội chúng." Cũng theo chính lời chị HA chia sẻ, cảnh sao biển chết khô nằm la liệt trên bãi cát được chị chụp vào khoảng buổi trưa ngày 2 tháng 4. Trước đó, chị và gia đình chưa từng biết tới địa điểm sống ảo này. Lúc ngồi trên taxi đến Rạch Vẹm, người tài xế chở chị còn giới thiệu đây là bãi biển có nhiều sao, lại còn xếp được thành hình trái tim. Lúc chị HA đến nơi thì đập vào mắt là cảnh tượng lũ sao biển bị cháy khô dưới nắng. Dù chị có thử cho hai con xuống nước nhưng vẫn không cứu vãn được. Những hình ảnh trên nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Bên dưới nhiều bài đăng, cư dân mạng cho rằng có lẽ những chú sao biển kia nằm chết la liệt vì bị du khách mang lên bờ sống ảo nhưng lại quên đưa chúng trở về nhà. Chưa dừng lại ở đó, cộng đồng mạng liên tục đào ra thêm rất nhiều hình ảnh check-in vô ý thức của du khách ở Rạch Vẹm, Phú Quốc. Từ các bé thiếu nhi đến giới trẻ cũng có, mà các anh các chị lớn tuổi hay người nước ngoài cũng có. Đặc biệt, nhiều người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng như Quỳnh Anh Xin hay An Vi, diễn viên Pháp TV cũng bị đào lại khoảnh khắc chụp ảnh với sao biển. Tác hại của việc bắt sao biển ra khỏi mặt nước để thỏa sức chụp hình sống ảo thực sự rất lớn. Thế nhưng, nhiều du khách hồn nhiên vẫn nghĩ đó chỉ là hành động hết sức bình thường. Hơn nữa, hiệu ứng đám đông trên mạng xã hội cũng đang một phần giết chết hệ sinh thái biển. Một lần nữa xin nhắc lại, đừng bao giờ sử dụng sao biển như đạo cụ sống ảo khi đi biển nếu bạn không muốn trở thành kẻ hủy hoại môi trường.